Hello, xin chào cả nhà, chào bà con, cô bác, anh chị em và các bạn. Lại là Thanh Hà đây. Đấy, khoe với cả nhà bát mấy tô gọi là bánh trôi, cả nhà thấy có ngon và hấp dẫn không ạ? Cái này thì Thanh là làm coi như là bánh trôi một cách cũng rất là đơn giản. Thì thường như nhà ăn sao thì mình chia sẻ lại các bạn như thế thôi. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn sẽ làm theo nhé. Đây, ở đây hôm nay Thanh Hà muốn chia sẻ với các bạn là mình làm một bằng một gói bột gạo lếp thôi, à, bột lếp nhé, một gói bột lếp. Thì trong cái bột lếp này thì mình mới đi vào đây nó vào khoảng 100 và hơn 100 gram đậu. Và cái đậu này là mình đã đồ mình hấp rồi, cái này mình không chia sẻ với các bạn nữa, mà mình chỉ đã ngâm, cũng ngâm qua vài, ít nhất là vài tiếng, dăm tiếng hoặc là qua đêm thì là tùy các bạn, xong mình hấp hoặc mình đồ nhé. Ngoài ra đi với nó là một gói bột thì mình vào khoảng 300 ml nước ấm, thì các bạn cứ xối từ từ, có thể chờ lại một chút. Và cái bột lặn này thì nó hơi khô một chút, nó khô hơn cái bánh rán một chút thì là nó vừa, chứ là nhão quá thì cành gì. Và đi với nó thì có vào đấy một gói bột thì có tí tẹo muối, thì chứ không thể nói tím thìa được, đầu thìa thôi nhá. Đường, bột sắn, và mình có là dừa sợi nữa. Dừa sợi thì mình có cho theo chung vào trong cái nhân của nó một chút, và đồng thời còn lại thì mình sẽ để ở bên ngoài. Ok, bắt ra là như thế. Xong bây giờ Thanh Hà sẽ làm với các bạn cùng với Thanh Hà vào bếp nhá. Bây giờ là một cái gói bột như thế này, thì các bạn sẽ cho vào trong này cho mình coi nhà, chỉ một thìa đường này thôi nhá. Cái bánh này còn ngoài ra là tí nữa, còn đường là mình sẽ cho vào trong cái chủ yếu là cái nước của nó, chứ cái bánh này mà ăn mà ngọt quá thì thường như là mình ngại. Và hai nữa là cái thìa, nếu như là cái thìa cà phê thì khoảng có như 1/3 thìa cà phê thì các bạn nhé. Đây là mình cái thìa này nó nhỏ một chút xíu thôi. Thường như lên có một chút muối thì ăn nó không bị ngán ấy mà nhá. Rất là đơn giản, cái bánh này thì ta không có cần phải bột lở hay là gì cả. Thế bây giờ là cái nước là lên phải nước ấm các bạn nhé. Nước phải tầm coi như là trên 30, phải tầm 40 độ đấy. Thì mình thì riêng cái bột lết là bao giờ cũng phải nước ấm. Thì lúc mình nhào là nó nhất là nó không bị dính tay. Thì nếu mà các bạn thử, nếu mà nước lạnh các bạn nhào thì nó sẽ dính nhem nhét đấy. Này các bạn cứ dùng cái thìa này nhé, thìa này vào khoảng 20, hơn 20 gram này, thì là các bạn cứ một thìa đầy đấy hoặc thìa rưỡi đều là được cả, đừng có quá ngọt thôi, chứ còn lại nó nên ngọt thì nhẹ nhẹ là ok rồi. Cái nước là Thanh Hà đổ vào đây là gần hết rồi, giờ mãn khét, Thanh Hà rửa tay xong phải nhào tay chứ đi găng tay thì thực sự là khó. Cảm thấy nó chưa được gì thì ta lúc nào cũng khoảng bếp mình làm đây là 300 ml nước mà gần như hết luôn cả nhà. Thường như nó phải chờ lại một chút, hoặc là nếu mà bột cũng thế nhé, nên là chờ lại hai thìa trong trường hợp mà nó bị nhão thì ta thêm bột, và trường hợp nó bí nữa thì mình thêm là một thìa bột mì cũng không phải là vấn đề, hay là nhà có bột gạo đều là được cả nhé. Chứ mà mình làm mà quen tay rồi thì nó gần như là chuẩn luôn. Đấy, bây giờ nó dẻo như thế này là nhà này. Đấy ạ. Bây giờ mình sẽ để đây nó lại bột khoảng tầm chỉ cần 15-20 phút là ok rồi. Anh Hà sẽ đi làm cái phần nhân nhé. Sau khi mình để đây một lúc thì mình nên có một cái miếng bao ni lông mình phủ lên họ. Nhưng cái bột mà làm cái này là không cần phải để quá lâu cho nó cần nở như bánh rán đâu các bạn nhé. Đấy, các bạn chỉ cần để một lúc là ok rồi. Nhanh lắm. Các bạn muốn ăn cái này cứ một lúc nhá là đã có món bánh làm rồi. Đấy. Thế bây giờ cái nhân đậu này thì là mình lại cũng cho vào đây khoảng một thìa đường các bạn nhé.
mình lại cho vào đây một thìa đường. Cái đường này thì mình chia sẻ thế này, thế nhưng còn lại cũng tùy các bạn, như vì xu hướng bây giờ là thường như mọi nhiều người cũng ngại ăn đường, nhưng mà nhà mình nó cũng gần như là cũng ít ăn đồ ngọt, nên là nói chung là tương đối là hạn chế đấy. Này là khi mình làm mà nó nóng lên thì là mình mới cho đường vào, thì các bạn đánh thì nó có cái độ nhuyễn và đồng thời là cái đường nó quyện với lại cái nhân hơn. Đây này, đấy khi mình đồ lên là mình đánh này, đâu cần phải làm giã thì xay đâu, bếp một tí là được. Cái nhân này gần tương đối như là cái nhân của bánh rán ấy cả nhà, nhưng mà nó ít đường hơn bởi vì bản thân cái nước của nó lại phải ngọt nữa. Thế này là được rồi. Và đây là cái phần dừa, mình muốn cho vào đây là một chút dừa cả nhà nhá. Mình muốn cho vào đây một chút dừa thì các bạn có thể không cần phải cắt quá nhỏ đâu, các bạn cắt đại đại nó ra đây trước, xong để mình vấn nó vào cùng với cái nhân, khi mình ăn là mình mép cái dừa nó thơm hơn đấy mà nhé. Các bạn thích ăn vanilla các bạn có thể cho vào trong này lửa gói vanilla nhé. Nhưng mà mình thì tí nữa mình sẽ cho vào trong nước. Nhân của cái bánh này thì mình làm rất là nhỏ thôi cả nhà, chứ đừng có làm lớn quá nhé. Khi mình để làm cái bánh vào là vừa, nhỏ xíu thế này thôi nhé. Bằng cái gọi là nếu ví như kiểu cái long nhãn đúng không? Thì là vừa. Nó to nhỏ một chút thì nói chung là gia đình ăn thì cũng tùy, chứ không phải là còn lại không cần phải quá gọi là tuyệt đối luôn đúng không ạ. Sau khi mình vê cái nhân xong, đây này cái bột nó cũng lở ra một chút đi cả nhà này. Thì là mình muốn cho nó quyện lại thì mình lại nhào lại một chút nữa, thì là mình vì lúc này mình thấy nếu mà khô thì mình cho thêm vài giọt nước nữa nhé. Thế nào? Nó phải đủ độ dẻo, chứ nếu nó không đúng cái độ dẻo của nó thì bạn thấy cái bột nó rời rạc ấy. Cũng như cái bánh rán cũng vậy, nếu mà nó khô quá khi các bạn chiên này nhìn cái bánh rán nó cứ lứt lứt đấy, nó thì là nó do bột khô. Còn cái bột mà tự dưng nó cứ lòi ra, nó phình ra các bạn chiên thì đứng nhỏ đấy này là bột ướt. Đúng, đây này, khi cầm nó dẻo quẹo như này này, dính như này thì là ok nhá. Ấp và lại về vừa vừa thấy các bạn thấy là mình hơi viên nãy nữa còn hơi to đấy, cứ vừa vừa thấy xong khi cái nhân này vào là vừa đấy các bạn, vì to quá tí nó kiểu gì nó cũng lở đấy, mà làm sao cứ làm kín cái hơi nó ra được ngoài thì cái bánh nó không bị ong ọc ở trong nó bị rỗng ấy. Các bạn cứ thả đấy, xong nó sôi đi khoảng chừng lúc thì coi như nó cứ nổi lên một lúc thì coi như bánh là được nhé. Đơn giản mà, cái này chắc là các bạn cũng đều là nhà người đều là làm ăn cả rồi đúng không ạ? Nhưng đây là chỉ là cái cách mà Thanh Hà thường làm thôi. Thì cố gắng là nặn làm sao ấy để cái hơi nó đi ra ngoài ấy, thì là khi mà cái bánh mình thả và mình luộc thế này thì nó không bị phình ra. Trong vậy này, thế không ạ? Sao túm lại là cái hơi nó ra ngoài.
hai chục cái bánh làm gì lúc mà xong à. Cái viên lớn này nó chuẩn bị được rồi, lồi lên các bạn cứ khoảng 2-3 phút là vớt ra nhé. Quá một tí không sao, nhưng mà sớm quá thì không nên. Thế còn lại cái bột mà dư thế này thì mình làm giống như kiểu giả hạt sen đấy các bạn. Cũng ăn không không này cũng ngon lắm, các bạn cứ thả vào đấy trong trong một bát thì các bạn có thể điểm vào. Đấy là đang nói dư bột thì các bạn làm thế, mà không dư thì không 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 nhất định. Nó trông nó vừa đẹp mắt mà ăn cũng ok nhá. Làm đều đều nó bằng như viên bi một đấy. Bây giờ là cái bánh nổi lên từ nãy đến giờ tầm 3 phút thì là ok là được rồi các bạn nhìn này. Đẹp không? Thế bây giờ là cái bên cạnh này Thanh Hà có cái xong nước lạnh này, và Thanh Hà sẽ cho ít đá nó vào đây. Các bạn làm như thế là cái bánh nó không, nó rất là chắc và ngon, thử nhá. Bây giờ khi cái bánh được rồi các bạn vớt sang bên này cho mình. Các bạn vớt sang bên này cho mình. Đấy không ạ? Rất rất là ok. Cái bánh nhỏ thì đấy. Đấy các bạn, khi thấy vết sang bên này là cái bánh nó không có bị dính vào nhau nữa. Mà nhìn cái bánh này, thoải mái luôn nhá. Nó khi mà mình đánh bột, mình làm xong lúc đấy là mình lại thả vào. Được rồi đấy các bạn này, có một tí là đây này. Đấy, khi mình vớt thì mình thả ra đây nó thoải mái luôn, nó không dính nữa. Đúng không ạ? Nhớ là trong cái nước này phải nước lạnh nhé, và lên nhớ là có tí nước đá. Hoặc là không có đá thì các bạn cái chai nước suối, các bạn lấy nước để trong tủ lạnh một lúc ấy. Nhìn này, đẹp không? Nó sẽ không, nó thoải mái đi nhá. Mình sẽ cho vào, mình giới thiệu với các bạn nãy mình quên lúc đầu không chia sẻ, mình cho vào đây là một túi vanilla. Và mình tiếp vào đây nữa là hai thìa này đường tiếp nhá. Mình cho các bạn coi là hai thìa đường này, mình xem là tí nữa mình xem thêm, nếu mà vừa nhạt thì cái này ăn ngọt nhạt thì là tùy các bạn nhé. Thường như nhiều nhà là bây giờ là ăn gần như là không quá nhiều ngọt, cho mình cũng vậy. Còn lại thêm món nữa thì các bạn cứ vừa miệng thì là ok. Cái bột sắn này, này. Khi các bạn cho cái bột sắn vào đến đâu thì thứ nhất là giảm lửa lại một chút, và các bạn lại đánh cái này cho mình nhanh, có nó bó vón hòn này đấy nhá. Riêng đánh cái bột này đấy, khoảng một thìa to coi như là bột sắn đấy các bạn. Xong các bạn chờ nó sôi, các bạn kiểm chứng xem là đã vừa chưa. Nó hơi sệt sệt một chút, nói chung là kể cả thế cũng đủ, và thêm nữa thì cũng một tí nữa không sao, nhưng mà đừng quá đặc nhé. Tất cả là 6 thìa đường các bạn nhé. 6 thìa đường tí tiện. Đấy, bây giờ nó sôi lên các bạn nhìn đây này, cảm thấy nó hơi hơi sệt sệt thế, còn tí tẹo nữa mình cho nốt vào đây là ok. Khi mình đánh các bạn thấy không, hơi quẹo quẹo sền sệt một chút này, nhìn nhá, của cái bột sắn như thế này rồi thì sau này thì là cái nước lạnh đây. Bây giờ ta lại xúc cái này vào đây nhá. Đun một tí nữa thì nó ngấm cái bánh, lúc đấy là mình mới lấy bánh ra bát ạ. Khi nó sôi lại như thế này rồi các bạn nhớ là cho nhỏ lửa đi cho mình nhé. Có là cẩn thận, có là bén đi thế vì nó có bột này rồi mà. Đấy, coi như là được rồi. Bây giờ Thanh Hà này cho tiếp cái nhỏ này vào, nó không dính vào nhau nữa đâu các bạn này. Nhớ chưa, nó phải nước lạnh nhé, nước đá nhé. Không có nước đá thì phải nước là cực lạnh, hoặc các bạn để trong tủ lạnh cho mình.
Thế không ạ? Sau khi các bạn cho vào lại thì khi mà đun lên khoảng 3-4 phút nữa nó lại nổi lại như thế này, có nghĩa là ok rồi nhá. Bánh là hoàn toàn là đã nóng thực sự ở bên trong lại, bởi vì mình lấy là mình ngâm lại nước đá mà. Nhìn cái bánh nó trơn, cái bánh nó trắng, nó không có bị nhìn nó không có bị đấy, thoải mái, nó không dính nhá. Cả nhà là thường là ăn như thế này, nhiều khi nấu lên một lần nó khi ăn phải 2 bữa mới hết cả nhà. Đây là một bát thế này thì mình cứ thường đổ vào khoảng gấp 3 quả này là vừa. Đấy, mình điểm vào mấy quả nhỏ nhỏ này các bạn thấy xinh không? Vừa là không vừa là dư bột. Mà có dư bột là các bạn làm như thế thì nó không bỏ đi đâu tí nào. Đấy ạ. Chứ một bát này đi với lại buổi sáng thì thật là ăn 3 trái này cũng là quá nè. Ok rồi đúng cả nhà. Không lớn không nhỏ. Wow. Nhà thấy không? Nếu mà các bạn làm nhiều thì các bạn có thể là để trong lạnh gì lúc ăn các bạn lại pin lên nhé, hoặc là làm nóng lại như thế này cũng đều là không phải là vấn đề. Chứ làm một lần lên thì thực sự là nếu ăn một đấy cũng là cũng không hết được ấy. Đấy. Đẹp không cả nhà? Đấy, chuẩn không? Vừa đủ chia đều cho 6 người. Thái Hà có để trừ lại một chút thì các bạn có thể điểm lên trên một chút. Các bạn ăn mép kèn cái miệng vào nhai phải 1-2 miếng dừa. Rất là thơm ngon. Nhiều ít thì tùy các bạn nhé. Còn lại nhưng mà nhiều quá thì mình thấy nó cũng không lên. Đây cả nhà ơi, đó như là thành quả thời gian chỉ trong vòng thời gian đâu có nhiều đâu, một lúc là đã có những cái bánh bát bánh cả nhà thấy này, trôi rất là ngon. Các bạn hãy thử cách làm của Thanh Hà xem ăn có ok không nhé. Còn lại thường thì từ xưa đến giờ là Thanh Hà cứ duy trì gia đình làm, thỉnh thoảng lại làm bữa bánh trôi lên như thế này. Đấy, những gì là vẫn là thường xuyên là ăn như thế thì hôm nay Thanh Hà cũng chia sẻ lại với lại bà con cô chú anh chị em và các bạn với cách làm của gia đình cũng như là của Thanh Hà. Gia đình thường ăn như thế với vị ngọt thì cũng vừa phải thôi, thì là tùy theo các bạn là như vậy. Nó khoảng 6-7 thìa đường là vào tất cả là chia sẻ ra nhé. Đấy, thì các bạn hãy thử, còn ăn ngọt hơn thêm thì các bạn sẽ tùy các bạn sẽ làm. Đây là một gói bột mà sẽ ra là 6 bát chè như thế này. Đó, về nó được 7 bát, còn dư lại 2 quả kia, khoảng 6-7 bát là thoải mái đúng không ạ? Ok, một lần nữa là cảm ơn các bạn đã coi video của Thanh Hà. Nếu thấy hãy đăng ký, like và chia sẻ sẽ cho nhiều người cùng coi. Và đồng thời cũng ủng hộ cho Thanh Hà thêm động lực làm thêm nhiều video mới cho các bạn cùng coi nha. Nhớ đăng ký, nhấn chuông. Cảm ơn.